Hello cả nhà nghe, chào mừng cả nhà đã quay lại kênh của mình nha. Hôm nay về quê buổi trưa mình đang cả nhà thấy mình làm cái gì không? Đang làm cái gì cả nhà? Nhìn coi mình đang làm cái gì nè. Mình đang luộc mấy con hến và mấy con chim chép này, mình biết làm cái gì không cả nhà? Đố cả nhà đó. Đố ai trả lời đúng chút xíu đãi món ăn. Mình đang luộc mấy cái con này hến nè, với mấy con chim chép này đang mình vớt nó, đang mình nấu cháo nghe cả nhà. Chút xíu mình nấu cháo hến với chim chép này chung luôn, khi nào mình luộc mình nấu cháo rồi mình mời cả nhà ăn nha. Thì mấy cái con này hôm qua là mình đã mò nó dưới sông nè. Mò rồi mình ngâm rồi mình rửa sạch sẽ rồi. Bây giờ mình tiến hành luộc. Luộc đang mình vớt. Vớt chút xíu mình nấu cháo hến. Hến này thì mình cuốn bánh tráng cũng ngon lắm, nhưng mà do nay không có bánh tráng rồi nên mình chuyển qua mình nấu cháo ăn cho nó ngon. Buổi trưa thì ở quê mình giới thiệu hoài đó, clip nào mình cũng có giới thiệu đó. Ở quê buổi trưa đâu có bán gì ăn đâu, không có bán gì ăn hết trơn á. Trưa thì đói thì giờ có hến nè, thì luộc ra vớt hến này nấu cháo đó. Đang lửa đang sôi ùn ục một chút xíu mình nấu nguyên một nồi cháo vô đây, chảo cháo vô đây luôn cho cả nhà, mời cả nhà ăn chung với mình nha. Hơn 10 phút nấu rồi, nãy giờ hến nó chóc mày nè nghe cả nhà, hến với mấy con chim chép nó chóc mày nè nghe cả nhà. Thì mình sẽ vớt nha cả nhà, cả nhà coi mình vớt hến nha. Đó, mình vớt hến là mình vớt mấy cái phần thịt này nè nghe cả nhà. Đó, mấy cái vỏ hến này mình bỏ ra nghe cả nhà. Đó, mình vớt là mình vớt như vậy. Đó, mình bỏ cái phần vỏ ra nè. Đó, cả nhà thấy mình vớt hến chưa? Mấy con nào còn dính trong đây thì mình sẽ gỡ ra từ từ. Đó, đó cả nhà thấy chưa? Hến mình vớt rồi đó. Cả nhà ơi, mình vớt được cho cả nhà thấy rồi đó. Mình tạm dừng camera ở đây nghe cả nhà. Mình sẽ vớt xong cái chảo hến này, rồi sau đó mình quay cái cảnh nấu cháo hến, ăn cháo hến cho cả nhà coi nha. Cả nhà tạm thời mình dừng đây nghe cả nhà. Hến mình đã vớt xong rồi nè cả nhà, nãy được nhiêu nè cả nhà. Trong hến này mình cũng đã có ớp mua gia vị rồi nè, muối nè, tiêu, đường, bột ngọt trong này mình cũng ớp gia vị rồi, hạt nêm trong này nữa, ớp sẵn trong này nghe cả nhà. Cháo đó thì mình nấu cũng gần nhừ rồi nghe cả nhà. Mình cho hến vô trong này, vô trong nồi cháo nghe cả nhà. Đó, cho hến vào trong nồi cháo đi. Rồi khoảng 1-2 phút nữa bắt đầu là mình nêm lại. Do trong nấu cháo hến đó thì thường có gừng mình sẽ sắc sợ hoặc là đâm vô cũng được. Nhưng mà buổi trưa ở quê mình thì không có gừng rồi, cho nên chút xíu mình để tiêu hơn nhiều nghe cả nhà. Đó, cháo này hơi đặc một chút rồi, cho nó nấu cho nó nhừ ra chút xíu nữa bắt đầu mình nêm sơ lại. Nêm lại mình cho tiêu vô là ăn được rồi đó. Thử coi. Còn hơi lạc, còn lạc nhiều lắm, thiếu muối. Bắt đầu mình nêm sơ gia vị đi chút xíu là mình ăn là cho tiêu vô nữa là vừa. Thiếu muối, ngọt thì độ ngọt cũng có rồi. Để dùng miếng muối nữa cho nó cầm lại nó thiếu muối. Hến vô thì chắc lát nó ngọt sẵn luôn. Cháo hến của mình thì nhìn thấy nó được rồi đó.
ăn nêm sơ sơ lại tí xíu nữa. Ngọt quá, ngon ngon ngọt từ hến luôn nãy giờ. Nêm đường nãy nêm miếng hạt nêm thôi mà nó ngọt hết sức ngọt luôn. Giờ mình cho tiêu vô nghe cả nhà. Mình đã có một nồi cháo hến hoàn chỉnh rồi đó. Nồi thì nói xạo nãy giờ nấu bằng cái chảo mà. Một chảo cháo hến hoàn chỉnh rồi nghe cả nhà. Đó. Cả nhà thấy thèm chưa? Bây giờ mình múc ra chén mời cả nhà ăn chung với mình nha. Ồ. Gạo này nó nấu lâu nở, nấu nở ít quá, chậm nở quá. Múc gần chén cháo hến mời cả nhà ăn chung. Hến với con chân chép nhỏ nè. Giờ không có gừng thì mình gắt tiêu hơi cay cay vô ăn cho nó ngon cho nó ấm bụng. Tại vì mấy con hến này là mát lắm nên phải gắt tiêu cay cay vô ăn nó mới ấm bụng. Rồi bây giờ mời cả nhà thưởng thức cháo hến với mình nha. Để mình nhấc cái nồi này xuống để nó cạn nước. Cả nhà ơi, khoảng 30 phút mình nấu và vớt hến thì cũng đã được một tô cháo rồi nè cả nhà, một nồi cháo luôn, nhưng mà mình ăn một tô thôi. Còn lại cái nồi kia thì để cho đại gia đình cùng ăn chung với mình nha cả nhà. Nè cả nhà thấy tô cháo hến của mình không? Đó, đặc trưng ghê không? Hến thì nhiều lắm, đó. À, nhìn thì cả nhà nhìn thấy có ngon không? Đó. Cả nhà nhìn đi. Nó rất là dân dã tự nhiên luôn nha cả nhà. Ở quê thì mới có được món ăn nhẹ nhẹ này. Ở thành phố cũng có nữa người ta bán, nhưng mà mình không có nấu này chính bằng tay. Mình nấu ra thì công sức mình bỏ ra thì mình sẽ nói chung là mình sẽ quý hơn. Và mình cũng tự tay chuẩn bị món ăn cho gia đình mình đó, nên mình cũng cảm giác được mình thoải mái và đã làm gì đó, một cái gì đó mỗi lần khi về quê. Mời cả nhà thưởng thức với mình nha, chứ để đây nãy giờ mình thèm chảy nước miếng luôn à nghe cả nhà. Đó, tụi cháu mình đây mình ăn cho cả nhà xem nha. Ngon quá. Hến nó ngọt lắm cả nhà ơi. Hến với mấy con dăm chép nhỏ đó mình nấu cháo ăn khỏi chơi luôn. Còn hơi nóng. Mời cả nhà, mời đại gia đình dùng chung với mình nha. Mình có dịp thì mình cứ chia sẻ những món ăn ở quê, phong cảnh thiên nhiên ở quê cho cả nhà, đại gia đình xem. Ngon quá. Này mà ai mà bệnh thì ấm ấm này mình ăn vô một tô cháo này thấy cũng khỏe liền. Mát lắm, ngon. Quá ngon. Tô cháo quá ngon. Nó ngọt từ cái con hến luôn á cả nhà. Hồi nãy là mình nêm chỉ có một tí xíu đường thôi, đường nhẹ thôi, và một ít xíu hạt nêm thôi, còn lại là mình đa số là mình nêm muối hết, nêm muối từ trong muối hết, tặng cho nó ngọt là cái vị ngọt tự nhiên của con hến nó ra nước nè. Thì là trong lúc mình vớt thì mình lấy cái nước hến nãy đó, mình lấy nước hến là mình rửa sạch sẽ để mình nấu cháo, nó cái nước nó cũng ngọt nữa. Quá ngon rồi cả nhà ơi. Rất ngon luôn. Hồi nãy mình cũng có giới thiệu nói hơi tiếc một chút xíu là không có gừng. Mà ở quê thì mình cũng không có hành đó. Nãy hết hành rồi. Hành bụi hành nó mới có nhỏ nhỏ nên mình cũng không có cắt được. Không có gừng thì mình xài tiêu. Ngon quá. Ngon quá đại gia đình nè. Mình ăn một muỗng cháo vậy nè ha đại gia đình.
mà có con hến trong đó, mình nhai cái nó ngọt từ đầu lưỡi, nó ngọt tự nhiên luôn. Con hến với mấy con chim chép nhỏ này nè, nó ngọt tự nhiên mà mình nói chung là cái cảm giác nó ngọt, nó thanh 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 dễ chịu lắm, từ cái thịt của con hến này với cái con chim chép này. Mấy món này mà nếu mà con chim chép to to, nãy con này nhỏ nên mình không có nướng mỡ hành, hoặc là mình nướng muối ớt, hoặc là nướng muối tiêu, hoặc là xào khóm gì cho cả nhà ăn, nên mình mới nấu cháo mấy con này nhỏ quá nha cả nhà. À, mai mốt có dịp nếu mà có con to hơn á, mình mò được con to hơn á, đi lội sông mò được con to hơn, mình sẽ chia sẻ cho cả nhà một cái clip về con chim chép hay quê gọi là con dẹm đó, nướng muối ớt hoặc là nướng mỡ hành, và nướng theo cái kiểu ở quê mình ha cả nhà. Giờ mình ăn cháo tiếp đây cả nhà ơi. Đi xa quê mà lâu lâu về quê mà ăn được một tô cháo nhỏ nhỏ gì thôi, nói nhỏ nhỏ tới cái tô này nó cũng đau lòng nha cả nhà. Buổi trưa hè nắng nực á, ăn xong là cũng cảm thấy được ấm lòng cả nhà, rất là ngon luôn. Quá ngon, đúng là tuyệt vời. Mà đặc biệt là ngồi giữa dưới mấy gốc cây nè, nó mát lắm, mấy gốc cây cổ thụ to nè. Ở quê thì mình ăn uống mình thường ngồi dưới mấy gốc cây cổ thụ to nè, nấu nấu nướng thì ngoài trời, như nãy cái bếp mình quay chia sẻ cho cả nhà đó, là mình ăn á, mình nấu thì nấu ngoài trời, mà tới khi ăn thì dọn lại mấy gốc cây cổ thụ to để mà ban ngày á cây nó thải oxy ra, mình hít vô oxy vô mình cảm giác nó mát mẻ lắm. Ở quê đâu cũng đâu có máy điều hòa nhiệt độ hay máy lạnh gì như ở thành thị đâu, nhà ở quê mình thì chủ yếu là nhà sàn, tại vì mình ở đây là sống vùng này là đất trũng nên lũ nhiều, năm nào cũng có lũ về chứ, nên ở nhà sàn không à. Cả nhà thân mến, thì khoảng 5 phút tích cực, không tới 5 phút đâu, khoảng 3 phút tích cực à, nói chính xác đi. 3 phút tích cực thì một tô cháo thì nó đã nằm gọn vô trong bụng mình nghe cả nhà. Thì video chia sẻ về cái nấu cái nồi cháo hến tại quê mình đến đây thì xin phép được kết thúc nghe cả nhà. Cũng chân thành cảm ơn đại gia đình đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Và cả đại gia đình đừng quên xem được video và hãy like và đăng ký kênh, và đừng quên làm chia sẻ cho mọi người cùng xem để phong cảnh thiên nhiên vùng quê nghèo và những cái hình ảnh đẹp đến tất cả mọi người nghe đại gia đình. Cảm ơn đại gia đình nhiều lắm nha đại gia đình ơi.